Tối 11 tháng 5, trang cá nhân của các nghệ sĩ như Nam Thư, Kiều Minh Tuấn, Ngọc Trinh đăng bài viết nhắc đến Dogecoin, Shiba Inu, FXT Token cùng nhiều đồng tiền mã hóa. Đáng chú ý, chỉ sau vài tiếng xuất hiện, đến sáng 12 tháng 5, các bài viết trên đồng loạt biến mất. Dù nhận nhiều phản ứng gay gắt từ khán giả lẫn giới đầu tư tiền mã hóa, các nghệ sĩ này không hề đưa ra bất kỳ đính chính nào. Việc các nghệ sĩ chỉ âm thầm xóa bài mà không có phát ngôn giải thích rõ ràng hay gửi lời xin lỗi khiến cho nhiều người vẫn bán tín bán nghi về độ tin cậy từ các bài đăng. Các chuyên gia cho rằng đây là chiến dịch quảng cáo tổ chức tập trung vào FXT Token, một loại tiền số hoạt động theo hình thức đa cấp. Đây là loại tiền vô danh liên quan đến nhóm đầu tư coin đa cấp từng bị cảnh báo là lừa đảo. Trong khi các bài viết đánh giá tiền số thường gắn kèm thông điệp là đầu tư đi liền với rủi ro, thì bài đăng của những nghệ sĩ như Kiều Minh Tuấn hay Nam Thư hoàn toàn không có cảnh báo nào, mà chỉ tập trung vào nội dung duy nhất là chốt lại danh sách các đồng coin tiềm năng. Hoa hậu Thu Hoài cũng chia sẻ quan điểm của mình về sự việc này. Thu Hoài thẳng thắn nhận định, chút uy tín từ những người nổi tiếng giúp họ dễ dàng chiếm được lòng tin của đám đông. Tôi xin được nói thẳng thế này, hầu hết những bài viết đó không tới từ họ, những người nổi tiếng. Chúng là sản phẩm được đặt hàng, trả phí để đăng. Theo Thu Hoài, sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu đó là quảng cáo những sản phẩm bình thường, còn đây lại là tiền ảo, khi mà tại Việt Nam, tiền ảo chưa được luật pháp thừa nhận là một loại tài sản. Và bất kỳ loại hình kinh doanh nào cũng cần kinh nghiệm, hiểu biết và quá trình nghiên cứu lâu dài. Và không thể nào bỏ tiền ra đầu tư chỉ vì nghệ sĩ A mua, celeb B chơi. Niềm tin vào những danh vọng ảo đó còn mong manh hơn cả tỷ lệ thắng khi kinh doanh loại hình này. Nữ doanh nhân cho rằng tiền bạc thì ai cũng cần và nghệ sĩ cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, uy tín, danh dự và hình ảnh cũng quan trọng không kém. Dù bài viết gốc đã xóa, song các bài viết chụp màn hình gắn hashtag tên các nghệ sĩ vẫn được nhóm tham gia sàn coin đa cấp chia sẻ rộng rãi với những dòng chú thích đánh vào tâm lý những người luôn yêu mến nghệ sĩ. Đến Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn, Khả Như còn tham gia thì các bạn chần chờ gì? Những bình luận dưới bài đăng đều theo hướng là nghệ sĩ bị chơi xấu nên mới ẩn bài, chứ đây không phải dự án lừa đảo. Sự im lặng của nghệ sĩ để lại hậu quả là những nhầm lẫn, hoang mang của mọi người. Được biết, trang cá nhân hoặc fanpage của các nghệ sĩ đăng bài quảng cáo dự án đa cấp này có hàng trăm ngàn đến cả triệu lượt theo dõi. Vì vậy, những bài quảng cáo tiền mã hóa trên trang cá nhân các nghệ sĩ với tích xanh xác nhận tài khoản chính chủ càng dễ dàng tiếp cận, có sức ảnh hưởng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đây không phải là lần đầu tiên một số nghệ sĩ gây tranh cãi với những bài đăng quảng bá sản phẩm kém chất lượng. Trước khi xuất hiện loạt bài quảng cáo đầu tư tiền ảo, nhiều nghệ sĩ thường xuyên livestream bán các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc hoặc phóng đại công dụng.